đồ Kuromi với Moji nhé. Đầu tiên thì mình sắm ngay một em gấu bông xinh xắn này đây. Tiếp theo thì mình sắm một cái túi đựng bình nước nhé. Có bạn ấy mang đi học thì rất là tiện luôn. Ở đây cũng có bình nước giữ nhiệt tông xịt tông nên là mình lấy luôn em này nha. Tiếp đến thì mình sắm một chiếc lịch để bà nhỏ nhỏ xinh xinh cho năm 2023. Lấy thêm một cái băng đô để đeo lúc make up các thứ cho tóc tai gọn gàng. Ở đây có rất là nhiều huy hiệu, mình lấy hai em để đeo ba lô nhé. Tiếp đến thì mình sắm một chiếc ví da dáng dài để tiền không bị gấp nè. Qua bên này thì mình thấy có cái đồ đựng tai nghe dây sạc rất là xinh. Mình cũng sắm thêm một cái đồ kẹp phồng chân tóc nhé. Bạn này kẹp phồng chân tóc rất là đỉnh luôn nè. Cuối cùng thì mình sắm một đôi tất cổ cao để đi cho ấm nữa nha. Vậy là xong rồi đó, cùng mình tính tiền thôi.